sáng nay mấy đêm mới đắp cửa nha. Giang hồ là đến nhà mình nó quậy quá trời luôn, áo vàng áo trắng gì đủ thứ đó, đó, đó. Anh em thấy giờ đó rồi. Mấy mày ăn trộm vô nhà đồ đặt vàng giáo luôn, chết mẹ em kiểu này chết rồi trời. Nó công ra vậy thì nó không có cái đầu vô thì thôi, làm sao mà nó đẩy ra được.